Thì bây giờ hỏi hỏi trước anh như thế thôi. Còn mục đích hôm nay lên là cũng thăm gia đình và trao quà của các cô các bác. Hôm nay lên thì cũng lần đầu gặp được người vợ của anh Mỹ. Khâm xin kính chào toàn thể quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu Khâm đang có mặt ở đường lên nhà Ami. Ngày hôm nay anh em mình đến thì lại tiếp tục có những cái món quà của các cô các bác gửi đến. Cái tải đồ quần áo này thì là chỗ cô Loan ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cô bác anh chị ạ. Đây. Thới Tam Thôn, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cô gửi đến cho gia đình của chú Tuấn Anh, có nghĩa là A Mỹ đấy các bạn, và hai cháu mồ côi. Đây. Ở đây của cháu Khâm thì còn một túi quà mà bữa trước chị Diệp Sương gửi đến cho em Khâm, một cái hộp quà đấy. Thì là ngày hôm nay trong này là những cái bánh kẹo mà Khâm đã chia phần ra. Ở trong đấy thì cũng Khâm cũng đã thông tin rồi, có quà của cả em Khâm rồi là cả Minh Ngọc. Minh Ngọc thì có anh em mình mang đến trao rồi. Hiện tại thì là phần của A Mỹ có lẽ là để trong túi này, bởi vì đi đường xa nên là Khâm cũng không có đóng thùng lại nữa. Thùng thì bữa trước thì là anh em mình mở rồi và không còn đầy kín nữa, đi lại xa đường xa nên là để vào túi thôi. Trông hơi thô, mong chị Diệp Sương hết sức thông cảm. Bây giờ thì anh em mình đi lên nhà A Mỹ rồi các bạn. Cũng tranh thủ vào giờ buổi chiều thì chắc là anh cũng đi làm đường dãy về rồi, anh em mình mới lên. Bây giờ là vào thời điểm 5 giờ kém buổi chiều các bác ạ. Con mèo đâu rồi? Mình tưởng là cây cột điện đổ chứ. Ôi. Leo một tí dốc là mệt rồi. Vào nhá. Chào chị nhá. Hình như đây là lần đầu em gặp vợ anh nhỉ? À, chắc lần đầu. Đây. Đây em để đạm đây luôn đã. Chị là bằng tuổi anh luôn à? 96. 96 à? Vâng. Bằng tuổi em. Bình thường lên là toàn đi làm. Đấy. Làm cắt cỏ trồng. Giờ là làm về rồi à? Vừa mới làm về. Xính Giang đâu? Đi cắt cỏ rồi. Lại đi cắt cỏ rồi. Vâng. Đi giờ chiều này nó mới mát nhỉ. Và quà của chị Diệp Sương. Quà của chị Diệp Sương thì có bánh kẹo. Ở đây có một bộ quần áo, không biết là sẽ vừa bạn nào. Đâu anh, con đứa bé nhất của anh Mỹ đâu nhỉ? Con bé bé này à? Con này có út. Đứng ở đây em này, bạn bé này đứng ở đây em này. Sao nên đây đây. Sỉ con à? Tên là gì? Đăng. Đăng á? Vâng. Tên hay đấy nhỉ. Ơi, bộ này chắc là vừa đăng rồi. Có một bộ. Anh cho cò đi thay về bộ này mới mặc về em nè. Vâng. Xin nhá. Vâng. Ê, cháu. Tuấn Anh là cũng đi lấy cỏ à? Cũng đi nữa rồi. À. Hiện tại thì là vào giờ nó mát các bác. Không phải là giờ chưa nắng nữa. Đấy, cô anh em Khâm là cũng chọn cái giờ này lên thì anh Mỹ mới ở nhà. Thế thường là dên những cái giờ mọi người đi làm thì nói thật sự thì quà các cô các bác lên ấy, giờ mà bảo anh em bố trí ở nhà đợi thì cũng mất công mất việc, thay vì là anh em lên muộn một chút và về nhà tối một chút thì cũng không mất việc ai cả các bác. Đây là cái gì đây anh Mỹ? Mật ong ạ. Mật ong gì đen xì này? Mật ong. Nó gì không?
bà Hà hay gì ấy. Bà Hà không gì đen này không? Bà Hà không phải đâu. Người thân cho nữa. Mật ong á. Vâng. Mật ong gì đây? Người thân cho à? Vâng. Bởi vì cũng nuôi nhiều nữa là... Đây không biết cái mật gì, trông đen đen, trông ánh sáng qua thì nó lại đỏ đỏ. Chả biết cái mật gì nhỉ? Không biết mật hoa gì. Thật ra trước đây thì cháu không... Hồi cái thời điểm mà mật ong bà Hà rất nhiều kia thì... cũng có những cái người bạn, những các bác, mọi người bán mật. Và lúc đó thì mình cũng quảng cáo và bán hộ của mọi người một thời gian. Tuy nhiên thì về sau thì công việc là quá bận. Và nói thật thì là mới đi làm kênh thì cũng chưa có nhiều những cái kinh nghiệm về mật ong ấy. Thị trường thì rất là nhiều loại mật. Chính vì vậy mà sau một trong độ khoảng một tháng thôi là Khâm cũng tạm ngừng lại những cái việc là quảng cáo những cái sản phẩm vùng cao này. Đấy, thì tới này nếu mà có cơ hội thì là Khâm sẽ tìm hiểu cái nguồn gốc cũng như là những cái sản phẩm nó chất lượng hơn trước khi là giới thiệu đến quý cô bác anh chị. Vì là hiện tại ấy, thì cũng thi thoảng vẫn có nhiều, khá là nhiều bác khán giả là hỏi cháu Khâm là xem là có những cái sản phẩm như là mật ong này, gạo nếp nương này, hay là bất kỳ những cái sản phẩm nào đó trên vùng cao này, thì là cháu Khâm hiện tại là cũng không có buôn bán sản phẩm gì đâu cô bác anh chị ạ. Anh em mình thì đi và tính chất thì là quay ghi hình những công việc thiện nguyện thôi. Ngoài đâu xem nào, đồng chí Đăng đâu, ra đây đứng lên nào. Nhà của anh Mì thì rất tối các bác, nên là đi vào trong thì có thể là trong quá trình ghi hình ánh sáng sẽ không được tốt lắm, mong mọi người sức là thông cảm. Đứng quay ra kia đấy, khoanh tay và cảm ơn bác Diệp Sương. Biết nói chưa? Cháu hay nói chứ. Hay là chị xe. Cháu. Sáu. Sáu hồ à? Vâng. Vừa nhở? Vừa. Chị Diệp Sương thì nói thật thì là chị chọn những bộ quần áo rất là xinh cho con gái của em Khâm. Những bộ đầm rồi là những bộ quần áo chị mua cho thì em bé đều vừa vặn hết. Thế ngài thì về đây, chú cho ăn bánh. Ở đây là bim bim, đây là kẹo mút này. Kẹo mút bữa trước thì cũng chia cho mình ngồng một phần này. Ăn bánh gì nào, về đây nào, về đây xem nào. Bạn bé này, bên này cũng con anh nữa. Vâng. Đây hai bạn đứng ở đây này, tên là gì? Tuyến. Tuyến á? Để cho bánh ăn trước đi. Tuyến à? Vâng. Tuyến. Còn đây là Đăng. Vâng. Đăng học bao nhiêu tuổi? Lớp 3 tuổi. Lớp 3 tuổi à? Vâng. Xin. Quay tay vào. Cháu. Nói tiếng Mông cũng được, so sánh cũng được. So sánh à? So sánh, rồi thổi đi. Cháu xin, cháu này học lớp mấy? Lớp 1. Tay nó bị sao đây? Muỗi đốt. Muỗi đốt kinh khủng này á? Vâng, ở trên này đi cùng mẹ nó đi gác cỏ thì muỗi đốt thì hello. Thế này thôi. Tưởng là thủy đậu hay là cái gì cơ? Muỗi đốt. Muỗi đốt mà kinh dị như này á? Vâng, ở trên này kinh thế này. Thế bé này bị không? Bé này không bị. Không mặc áo dài cho nó chẳng thế. Bởi vì tại vào trời nóng thì đi nó... Trời nóng càng phải mặc áo dài. Nó đi một tí nó lại cỡ. Lúc mình xong việc về thì thấy nó đã cỡ thì áo tay dài. Mặc quần áo dài vào đi anh ạ. Tay con để lỡ loét hết thế này, đi lấy cỏ đấy, bé tí này không đi thì này, bóc ăn đi này, cho các cháu bóc ăn đi. Đấy, còn đây để tí nữa tiếp tục chia nhau ăn tiếp, còn là Tuấn Anh với lại còn là Xính Giang nữa cơ mà. Áo thì cũng đã có những tải thì bà gửi đích thị cho ai thì Khâm cũng đã đến trao rồi, tuy nhiên là có những cái quần áo mà các bác gửi đến là để mà đi phát từ thiện ấy,
Thì hiện tại Khâm vẫn chưa bố trí đi phát được hết, mong mọi người là cũng hết sức thông cảm thôi. Còn về hàng thì cháu Khâm đã nhận sẵn và anh em sẽ bố trí vào một cái dịp nào đó. Hiện tại thì mùa này bà con cũng bận đấy. Đấy, để mà rất nhiều quần áo đi thì cũng phải là mong sao là bà con về tập trung đông đủ là anh em mình phát hết cho mọi người. Mùa này thì là làm nương làm rẫy nhiều. Ở đây tiếp tục là những tải quần áo thôi các bác. Anh để kéo ra xem nè, ở đây có mấy túi lên cơ. Hai túi lên. Gửi từ một nơi rất xa các bác, thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ thì là chắc cô là phải gửi độ 1-2 tuần rồi thì cháu Khâm mới nhận được. Mình thử lấy những cái túi. Đây là túi đầu này, túi trên của hai cháu bé mồ côi, túi dưới của gia đình chú thím ba đứa con. Đấy. Đây bảo cả vợ và các con về đây để biết. Đây bà viết ở đây không thấy là hiện tại là cái tờ lịch này bà viết kín hết chữ, có lẽ là cho cháu Khâm là xin phép sẽ được đọc. Gửi cháu Khâm, túi quần áo này bà gửi cho hai cháu bé mồ côi ở với chú thím, vì lần trước bà gửi ít quá cho nên lần này bà xin được nữa. Bà gửi tiếp cho hai anh em, trong đó có cả một gói bánh, một túi. Bà gửi cho gia đình vợ chồng chú thím và ba đứa con, trong túi cũng có một gói bánh. Tất cả năm đứa trẻ xem mặc vừa cái nào thì mặc, không vừa thì đổi cho nhau. Cô cũng chúc cháu Khâm khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Bà Loan. Đây là cái lá, có thể gọi là một lá thư bà viết. Cháu Khâm sẽ bóc từ từ nha. Ở đây thì có lẽ là những cái quần áo vẫn còn sử dụng rất tốt. À đây, bánh đây. Đấy. Ăn cái bánh kia chưa? Đã ăn đi. Nè nè, thế thì nữa bóc nhé. Bóc nhiều quá ăn không hết, đợi các anh về cho ăn, các anh ăn với. Đây là quần áo bà gấp gọn gàng hết lại rồi. Quần áo vẫn còn mặc rất là tốt, như các cháu này mặc đi học thoải mái anh mình ạ. Đây, như những cái áo này là vừa xính giang mà. Đấy. To này giang to nhất nhà. Mấy so năm em bé giang to nhất trong năm em bé. Vẫn vừa thoải mái. Thế thì cái này thì chắc có lẽ là lựa rồi là mặc thôi nhá. Em ấy không bỏ ra thêm nữa. Đấy. Hai túi bánh, không biết là chắc là bà để túi này một cái túi bánh nữa. Đây, đây là hai. Cái này là của chính giang nhá. Cái này của chính giang. Thế cháu cứ cho hai anh em mặc đi. Chắc là bà chọn thì bà đã chọn những cái mà và vừa size của hai anh em rồi. Thế thì tha hồ thoải mái mà. Mặc đi học, đi chơi, đi chợ hay là đi làm ở nhà cũng mặc được tốt hết rồi. Đây là về phần của xính giang. Tiếp theo một cái món quà. Cái này thì là của chú thím, tức có nghĩa là anh Mỹ đấy. À đây,
Đây đây, bánh của nhà mình đây. Ngọt kiệu này. Bánh quy. Xin nhá. Đây cũng là những cái quần áo tiếp tục là dành cho gia đình anh Mỹ. Những cái quần dài dài này em nghĩ là chắc cũng vừa đội giang các thứ thôi. Mấy bạn lớn lớn xem thử thế nào. Có bạn bạn Đăng là hôm nay đặc cách nhất là được nhận một bộ quần áo từ Mỹ. Đấy, từ nước Mỹ gửi về. Thôi thì là cũng như cái này thôi. Em sẽ không mở ra nữa nhá. Vâng. Những cái gì thì bà bảo thì là em cũng đã đọc rồi. Đây đây, túi này cũng có lá lịch mà bà viết đây. Túi quần áo này bà gửi cho hai bé mồ côi. À đây rồi, cho Khâm đọc. Túi quần áo này bà gửi cho hai vợ chồng chú Thím và ba đứa con. Tuy nó không đáng là bao nhiêu, cũng là tấm lòng của bà. Gửi rất xa mới có, cũ có, các cháu dùng tạm. Mới có, cũ có, các cháu dùng tạm. Nghĩa là không phải riêng quần áo cũ đâu anh em mình ạ. Quần áo mới đây này, như những cái quần áo này này. Nguyên mác này này. Đấy. Nguyên mác mới tinh này này. Đây, những cái quần áo này các con anh có thể mặc. Chắc là sẽ có đứa mặc vừa. Năm đứa thì không đứa này thì đứa kia mặc vừa nhé. Các cháu dùng tạm. Bà thường xuyên xem kênh của cháu Khâm. Bà thấy cháu quá tốt, quá nhiệt tình. Ai nói gì mặc kệ, cháu cứ làm bằng cái tâm là được. Chúc cháu có nhiều sức khỏe để giúp đỡ được nhiều người. Bà Loan. À, những cái lá thư bà viết là ngắn gọn, xúc tích. Nhưng đó quả là những cái gì mà ý nghĩa nhất. Những cái lời động viên rất là ý nghĩa gửi đến cho anh em cháu Khâm. Thực thì cảm ơn bà rất là nhiều thôi. Và tất cả quý vị khán giả, mọi người cũng yêu mến và luôn luôn dõi theo đồng hành cùng cháu Khâm ấy. Cháu Khâm một lần nữa là chân thành cảm ơn các cô các bác đã luôn luôn là không bao giờ bỏ lại anh em mình, luôn luôn đồng hành theo bước chân anh em mình. Dù là rất nhiều bác là có thể là cũng chưa được trực tiếp gọi điện nói chuyện cho Khâm, hay là trực tiếp rằng là gửi quà hay là gửi bất cứ một cái gì đó đến cho Khâm, nhưng mà cô các bác mọi người động viên, mọi người viết những lời bình luận trên kênh để dành cho Khâm thì cho Khâm thấy đó là những cái điều rất là ý nghĩa rồi. Và những cái gì các cô các bác ủng hộ bằng tinh thần cho cháu Khâm thì đó quả là rất tuyệt vời rồi, không chỉ riêng vật chất đến với các hoàn cảnh các cô các bác. Rất nhiều quý vị khán giả chắc có lẽ là từ ngày biết đến cháu Khâm thì không ít mọi người là những khán giả đồng hành xuyên suốt với cháu Khâm, dù cái nội dung video có thể là quay hoàn cảnh này thì hay, quay hoàn cảnh khác thì không được hay, hay là những hoàn cảnh khác thì mọi người có thể là không có cái gì để mọi người xem ở đó cả, nhưng bằng những cái sự yêu thương dành cho cháu Khâm thì mọi người vẫn luôn luôn đồng hành, không bỏ sót những cái thước phim nào. Điều đó thì là cháu Khâm rất là biết ơn. Một lần nữa thì Khâm gửi lời cảm ơn đến bà Loan nói chung và tất cả quý vị khán giả của kênh nói riêng, một lời cảm ơn, một lời chúc sức khỏe. Những cái lời bình luận của các cô các bác trên kênh nhiều lúc là cháu Khâm rất là bận, Khâm không thể trả lời được hết mọi người, cũng chỉ có thể là thả tim, thả like cho các cô các bác để mọi người biết được rằng là cháu Khâm đã đọc. Mỗi khi mỗi lần cháu Khâm thả tim được thì các cô các bác hãy hiểu cho đấy là một cái lời cảm ơn và hết sức thông cảm đến cháu Khâm, vì không thể nào mà trả lời hết bình luận các cô các bác được. Thường thường những cái ngày đi bản về anh em là rất là muộn rồi, tối về lại sinh hoạt, rồi là đặc biệt thì cháu Khâm lại còn nhỏ nữa. Đấy, không có bao nhiêu thời gian, mong mọi người là cũng hết sức thông cảm và tiếp tục là ủng hộ cho kênh thôi. Đấy, hôm nay những món quà này đến thì là sẽ gửi cho anh nhé. Còn những cái tâm thư này của cô thì có lẽ là cho em Khâm là xin phép lưu giữ lại tất cả những cái lá thư, những cái gì mà các cô các bác gửi đến từ ngày A Lúa, cái hoàn cảnh đầu tiên mà đưa Khâm đến với quý vị khán giả ấy. Thì những cái lá thư của mọi người Khâm luôn luôn là về Khâm để vào lưu lại
đó là những cái kỷ niệm. Có thể là sau này hành trình làm thiện nguyện không biết là đến được bao lâu, nhưng mỗi ngày, mỗi tháng trôi qua thì là đó, những cái này sẽ là những cái kỷ niệm lưu giữ lại của cháu Khâm thôi. Gia đình cháu xin cảm ơn cô Loan rất là nhiều. Cô ở rất là xa nhưng mà cô được có tấm lòng rất là tốt, quan tâm đến gia đình cháu. Và mong cô thông cảm cho vợ cháu không biết nói tiếng Kinh, đó là cháu chỉ riêng một mình cháu cảm ơn, và thay mặt cho vợ cháu cảm ơn tới cô rất là nhiều. Chúc cô gia đình cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, và chúc cô luôn gặt được nhiều may mắn. Cháu xin cảm ơn cô rất là nhiều. Cái này của chị Diệp Sương đấy nhé. Vâng. Chị Diệp Sương còn nhớ không? Nhớ. Đấy, chị Diệp Sương thì là ở xa hơn nữa cơ. Bên Mỹ. Mỹ. Đây, bộ quần áo cũng là chị gửi tặng cho bé. Em xin cảm ơn chị Diệp Sương rất là nhiều. Có tấm lòng rất là tốt là gửi cho cháu một bộ quần áo và nhiều bánh kẹo cho cháu. Và em xin cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc gia đình chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, đạt được nhiều ước mơ cho sau này. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Xin cảm ơn hai em rất là nhiều. Đúng. Em thì thực chất là những cái cầu nối của các nhà hảo tâm thôi. Và chia sẻ các hoàn cảnh lên, mọi người quan tâm, mọi người thương cảm, các bác, các cô gửi về thì em có trách nhiệm em nên trao. Thì cũng không biết nói gì hơn đâu. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người, các cô, các bác, những nhà hảo tâm rất nhiều. Chỗ chị Mai còn là quỹ còn 500.000 mua nhu yếu phẩm nữa, bữa nào dùng đến em mua cho nhé. Vâng. Thực sự là hôm nay lên văn là tranh thủ giờ buổi chiều khi mà anh đi làm cái công việc về, chứ ba ngày thì cả hai vợ chồng làm liên tục, không làm thì các con là cũng đói thôi. Bây giờ là các cháu là may sao thì những cái hoàn cảnh như Xính, như Giang, bây giờ các bé mồ côi, các bé cũng đang lớn dần lên theo cái vòng tay của chú Thím ấy. Hiện tại là cũng đã giúp được việc rồi, như bé Tuấn Anh cũng vậy thôi, cũng đã có thể đi lấy cỏ, đi cắt rau lợn mọi thứ, thì là các em bé đấy cũng đã phụ được những công việc này. Còn bò thì là bữa trước cũng hỏi rồi, bò thì là bò nuôi hộ thôi. Chính xác thì là cũng không cũng hàng xóm ở quanh này thì mình lên nhiều, mình cũng va chạm, mình tìm hiểu thì cũng thú thật thì là hai con bò là đi nuôi nuôi hộ. Đấy, bây giờ bao nhiêu lâu nữa mới được một lứa nữa? Con trắng kia mà con trắng thì hôm nào bảo bán hay con vàng nhỉ? Con trắng đấy á. Vâng. Ba cái bảo bán thì bao nhiêu tiền? Bảo là 20 triệu thôi. 20 triệu. Vâng. Bò bây giờ đắt thế à? Bò con kia chửi chưa? Con kia là con vàng kia. Con trắng này con anh bảo bán này. Con trắng kia đã sắp đẻ rồi. Sắp đẻ rồi à? Vâng. Sắp đẻ rồi. Vâng. Thật sự là 20 triệu cũng không hề là rẻ một chút nào. Bây giờ bò thì bây giờ không chỉ riêng bò mà là bản thân mình ra chợ thôi, mua một bó rau hay một cân thịt thôi, là trước đây khi mà Khâm đi mua thịt lợn chẳng hạn, một cân thịt lợn mông nó rơi vào độ khoảng 100.000, thì hiện tại là nó phải vào 120, hầu như là như thế hết. Cái gì nó cũng lên giá đấy, có cái thì lên nhiều, có cái thì lên ít. Có lẽ là cái quá trình tăng giá này sẽ vẫn còn tiếp diễn, bởi vì gần như là qua một cái thời gian là dịch bệnh hoành hành rồi là kinh tế đất nước có vẻ là tăng trưởng đi xuống ấy, thì cái lúc đó thì mọi thứ nó rẻ bèo hơn. Nhưng mà từ sau cái thời gian này, bây giờ là xã hội vận động mọi thứ trở lại bình thường hết rồi, thì mình cũng xem mình như cái giá xăng thôi, giá xăng dầu mọi thứ là túc tắc cứ đi lên và cũng chẳng thấy điều chỉnh đi xuống. Mọi người thấy cái lúc Covid thì mình thấy cái thời điểm thấp nhất là xăng là 1 lít 11.000. Nhưng mà hiện tại thì xăng nó vào 1 lít nó khoảng 26-27.000. Nó cứ chỉ dao động như thế. Thậm chí là mình không biết là tới nó còn lên hay không. Thì có tại sao lại nhắc đến câu chuyện là con bò? Vì là hiện tại thì
Khâm đang hỗ trợ gia đình có khuyết tật ấy, với lại vợ Ali ấy, cũng đang muốn tìm hiểu một cái đôi bò. Anh xem ở đây là còn nhà nào có cái đôi bò bán không hộ em với. Vì là gia đình là cũng cho đi tìm nhưng mà thời điểm hiện tại thì cũng đi và cũng chưa tìm được. Muốn hỗ trợ có hoàn cảnh thôi, anh em mình đi và làm sao là mua được sớm và sử dụng cái số tiền nhà hảo tâm nhanh mà hiệu quả. Đấy, thì là câu chuyện như vậy. Bây giờ thì có lẽ thì càng đợi thì mọi giá cả vật chất thì nó cứ tiếp tục nó túc tắc, nó tăng dần thôi. Đấy, mọi thứ xã hội nó bình thường trở lại chứ không như lúc dịch phong tỏa khó khăn nữa. Thành ra thì Khâm cũng phải làm sao là xử lý các cái công việc nhanh gọn. Đặc biệt là số tiền có nhà hảo tâm phải hiệu quả nữa, như trước khi mà mua cho A Lúa hay là mua cho những cái hoàn cảnh khác thì mọi người thấy rồi. Lúc đấy mua thì rất dễ. Bởi vì lúc đấy thì nói chung là cửa khẩu là chưa có mở lại. Hiện tại là những cửa khẩu ở trên Khâm thì cái cửa khẩu nó rất quan trọng. Khi mà mở thì giao thương nó rất là dễ, đặc biệt là con trâu với con bò. Mọi người là có thể là xuất đi xuất về nó dễ. Nhưng mà cái lúc đóng cửa khẩu ấy thì bà con không biết làm thế nào thì tự nhiên giá cả vật nuôi nó đi xuống, nhưng bây giờ thì mọi thứ nó cứ túc tắc tăng lên ấy. Không mua thì sợ là sau này mua con bò nó khoảng trên 20 triệu hoặc là 20 triệu nó thế thì đắt quá. Ít ra là mua thừa ra một chút là sau này cho gia đình là có thể là sử dụng làm mua thuốc thang hay là tiêm các thứ. Đấy. Thì bây giờ hỏi trước anh như thế thôi. Và mục đích hôm nay lên là cũng thăm gia đình và trao quà của các cô các bác. Hôm nay lên thì cũng lần đầu gặp được người vợ của anh Mỹ. 96 là 27, 20, sắp bước sang 28 tuổi rồi. Bà đứa con anh lập gia đình lâu chưa? Đứa đầu là bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Đứa đầu là 7 tuổi. 7 tuổi á? Vâng. Thế là lúc lấy vợ là chắc vợ độ khoảng gần 20 tuổi à? Gần 20 tuổi. À. Vâng. Vợ ở đâu? Nhà ở đâu? Cũng ở xã Hữu Vinh. Hữu Vinh á? Ở chỗ nào Hữu Vinh? Ở Khó Tre, Mon Vải. À, ở Mon Vải à? Vâng. Ở trên Khó Tre. Khóm Tre hay là? Khó Tre. Khó Tre. Em... Qua đây chắc chỗ mà bấy giáp qua lên. Thôi hôm nay lên thì cũng có những món quà như vậy gửi đến gia đình anh thôi. Thay mặt các nhà hảo tâm là đã gửi đến cho gia đình rồi. Đấy, thì còn những cái về sau của gia đình A Mỹ thì Khâm sẽ tiếp tục chia sẻ. Có lẽ thì là cuối video này sẽ có những bật mí cho cô bác anh chị về gia đình A Mỹ. Hiện tại thì cô Thanh cũng đang rất là quan tâm và cô Thanh đang có những cái sự hỗ trợ nhất định sẽ dành đến cho gia đình A Mỹ. Các cô có bác tiếp tục đăng ký kênh để ủng hộ cháu Khâm và dõi theo hành trình giúp đỡ tiếp tục với gia đình A Mỹ. Các cô có bác nhé. Video này hiện tại thì Khâm xin phép là tạm dừng tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.